Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh tin tức 24 giờ HD. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và những phút giây trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất trong ngày. Xin mời quý vị cùng theo dõi. 1 triệu cây xanh và những đồng tiền bẩn. Điện cận kề tăng giá và bài toán hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ. Hàng chục lãnh đạo doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh. 1 triệu cây xanh và những đồng tiền bẩn. Thưa quý vị và các bạn, không có những con đường dợp mát cây xanh sẽ không có một Hà Nội yên ả, thanh bình và ấn tượng trong lòng du khách. Vì vậy, đầu tư cho việc trồng cây để Hà Nội ngày càng xanh và đẹp hơn là rất thiết thực và văn hóa. Tuy nhiên, sẽ văn hóa hơn nếu người ta không lợi dụng một chủ trương đúng đắn này để trục lợi. Cũng như nhiều người xuất thân tỉnh lẻ, tôi đã từng bị mê hoặc ngay từ lần đầu đặt chân đến Hà Nội. Cùng với thời gian, tôi quen dần với những con đường rợp bóng cây và yêu cái màu xanh như bất tận của thành phố bên sông Hồng này. Cây xanh từ lâu đã là một phần không thể thiếu trong việc định vị hình ảnh của đô thị trong lòng người dân và du khách khi nghĩ về Hà Nội. Vì vậy, chỉ cần một lời hô hào, một hành động thiết thực để Hà Nội ngày càng tươi xanh cây lá là ngay lập tức nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của cộng đồng. Ai đang tâm xúc phạm đến niềm kiêu hãnh thiêng liêng về thành phố của những hàng cây xanh mát nên thơ ấy, tất sẽ bị người dân lên án. Gần 10 năm trước, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã từng phải hứng chịu những lời chỉ trích nặng nề từ công luận liên quan đến kế hoạch chặt bỏ thay thế 6.700 cây xanh trên 200 tuyến đường. Đặc biệt, dư luận phản ứng gay gắt khi 381 cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh bị chặt vào tháng 3 năm 2015. Thực tế không chỉ những cây bị khô mục, cành cong, nghiêng gốc mà cả những cây hàng chục năm tuổi đang sống khỏe khoắn, ngay hàng, thẳng lối cũng bị đốn hạ. Cơ quan chức năng vào cuộc đã chỉ ra việc triển khai kế hoạch thay thế cây xanh này, triển khai khi chưa tranh thủ rộng rãi ý kiến các nhà khoa học, cộng đồng cư dân nơi chịu tác động, chưa làm rõ tiêu chí số lượng cây có nguy cơ đổ, khô chết, sâu mục. Cây trồng thay thế trên đường Nguyễn Chí Thanh là mỡ chứ không phải vàng tâm như cam kết. Ngoài ra, việc xác định ước tính chi phí cải tạo, thay thế cây xanh theo cách tính bình quân 10 triệu đồng một cây, bao gồm cả việc chặt hạ, dịch chuyển, trồng cây thay thế, cây bổ sung, chi phí bỏ vỉa gốc cây và hoàn trả vỉa hè cho toàn bộ 6.708 cây là không chặt chẽ, không khoa học, chưa phù hợp với từng nội dung thực hiện cho từng loại cây, từng tuyến đường phố, gây nghi ngờ, băn khoăn việc có thể dẫn đến thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng. Bê bối cây xanh lúc đó đã khiến hàng loạt cán bộ của Hà Nội bị kỷ luật. Chủ tịch thành phố nhận trách nhiệm người đứng đầu, một phó chủ tịch thành phố bị kiểm điểm, nhiều cá nhân khác bị cách chức, buộc thôi việc. Những gì các cán bộ đó nhận lãnh, âu cũng là hậu quả tất yếu khi họ đã đụng đến lá phổi của thành phố. Thế nên khi người đứng đầu thành phố Hà Nội năm 2016 là ông Nguyễn Đức Chung công bố số tiền tỉa cây, cắt cỏ mỗi năm lên tới 700 tỷ đồng. Riêng 24 km đại lộ Thăng Long là 53 tỷ đồng, tức là 150 triệu đồng mỗi tuần. Dư luận lúc đó đã giật mình, đã rất sốc và không thể chấp nhận được. Vì cho rằng đây là một sự lãng phí lớn, không sốc sao được khi đem số tiền tỉa cây cắt cỏ 700 tỷ đồng mỗi năm của Hà Nội so sánh với dự toán thu ngân sách của một số tỉnh nghèo năm 2015 như Bắc Cạn 440 tỷ đồng, Điện Biên 727 tỷ đồng, Lai Châu 788 tỷ đồng và Cao Bằng 973 tỷ đồng. Thế nên người dân dễ dàng đồng tình với ông Chung khi cho dừng toàn bộ việc tỉa cây cắt cỏ trên diện rộng, chỉ tập trung cho việc chăm sóc một số vườn hoa, công viên trung tâm. Bởi không chỉ tiết kiệm được 700 tỷ đồng mỗi năm, mà Hà Nội sẽ xanh hơn, mát hơn, bầu không khí sẽ trong lành hơn khi số tiền tiết kiệm ấy được dùng để đầu tư trồng thêm nhiều cây xanh trên các tuyến đường, công viên, khu vực cảnh quan của thành phố theo một quy hoạch bài bản, tính toán, kỹ lưỡng, từ số lượng, chủng loại đến quy trình trồng, chăm sóc cây mới, duy tu, bảo dưỡng, thay thế cây trồng cũ một cách hợp lý nhằm đạt mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh trên toàn thành phố. Thời điểm đó, người dân vui mừng khi lãnh đạo chính quyền Hà Nội đã dám nhìn thẳng vào những góc khuất trong lĩnh vực dịch vụ công ích của thành phố, mà tỉa cây, cắt cỏ chỉ là một phần, một góc khuất mà tuy ít vị lãnh đạo thành phố dám nhìn thẳng vào sự thật, nói thẳng vào con số thật. Nhưng dư luận thì đã dâm gian từ lâu, thậm chí có người thẳng thắn nêu nghi vấn đằng sau góc khuất đó là nhóm lợi ích. Cũng ở thời điểm đó, người dân càng tin tưởng hơn vào một sự thay đổi nào đó. Khi thành phố chủ trương thực hiện chương trình trồng 1 triệu cây xanh từ việc không trồng hoa, cây xanh, cây cảnh ở những nơi không cần thiết,
Nhưng rồi sự nghiệp chính trị của ông Trung phải đứt gánh giữa đàng khi ông vướng vòng lao lý trong các dự án như chúng ta đã biết. Mới đây, ông lại tiếp tục bị khởi tố trong vụ án thứ tư liên quan đến việc thực hiện dự án trồng cây xanh trên địa bàn thành phố trong thời gian 2016-2018, khi bị cáo buộc gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản nhà nước. Thông tin bước đầu cho thấy người ta trục lợi ngay cả với những chính sách, chương trình đúng đắn vì lợi ích chung như việc trồng cây xanh. Theo kết luận điều tra, sau khi được bổ nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Trung đã can thiệp, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt công tác trồng cây trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ông yêu cầu tạm dừng việc đấu thầu trồng cây xanh tại các quận huyện và thu gọn đầu mối về Sở Xây dựng Hà Nội. Ông Trung biết việc lựa chọn nhà thầu trong công tác trồng cây xanh phải thực hiện đấu thầu, nên ông chỉ đạo Sở Xây dựng Hà Nội xây dựng tiêu chí, tổ chức đấu thầu công tác trồng cây. Tuy nhiên, ông lại chỉ đạo miệng cấp dưới đặt hàng trực tiếp với công ty thân quen của mình. Đây là khởi nguồn cho chiến dịch trồng 1 triệu cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Việc trồng cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2018 phải thực hiện theo hình thức đấu thầu. Nhưng kết luận điều tra nêu, ông Nguyễn Đức Trung chỉ đạo thực hiện đặt hàng giao cho công ty cây xanh, công ty sinh thái xanh thực hiện là trái quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện đặt hàng, các bị can đã thông đồng nâng khống giá cây xanh, ban hành chứng thư thẩm định giá bằng với giá đã được nâng khống. Từ đó làm căn cứ để ban duy tu thanh quyết toán, giúp công ty cây xanh, công ty sinh thái xanh chiếm đoạt, thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 34 tỷ đồng. Đáng chú ý là cơ quan điều tra chỉ ra một số bị can đã có hành vi nhập lậu cây trà là, bàng Đài Loan có nguồn gốc từ Trung Quốc về Việt Nam, sau đó tạo hóa đơn giả để bán cho thành phố Hà Nội kiếm lợi bất chính. Viết đến đây, tôi lại nhớ chuyện chàng trai Vừng Minh Quân ở Yên Bái, cựu sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, âm thầm thực hiện dự án phi lợi nhuận trồng 1 triệu cây xanh ở các tỉnh vùng cao phía Bắc. Rồi mới đây là Hoa hậu Hoàn Vũ Hờ Henie, dành tiền thu nhập từ mạng xã hội và tiền ủng hộ của người hâm mộ để trồng 5 hectare rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Bến En, Thanh Hóa. Bằng những việc làm thiết thực của mình, họ lan tỏa tình yêu thiên nhiên tới mọi người, truyền đi niềm tin và khát vọng về một tương lai xanh bền vững của đất nước. Từ đó mới thấy hành vi trục lợi từ dự án trồng cây xanh ở Hà Nội mới đáng lên án làm sao. Ai trồng cây, người đó có bóng mát. Chung tay trồng cây, bóng mát ấy là của tất cả chúng ta. Ranh giới giữa người hùng và kẻ tội đồ rất mong manh, khi cán bộ không biết giữ mình để phẩm giá cả đời gây dựng bị những đồng tiền bất chính bôi bẩn. Điện cận kề tăng giá và bài toán hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ. Thưa quý vị và các bạn, đã nhiều lần Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN kêu lỗ, mới nhất là khoản lỗ 26.235 tỷ đồng. Chưa kể khoản lỗ dự kiến là 71.620 tỷ đồng nếu chưa được tăng giá điện trong năm nay. Từ mà EVN dùng là điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Nhưng về bản chất, đó là việc tăng giá điện, bởi trong lịch sử, giá điện chưa bao giờ giảm cả. Theo EVN, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện các năm 2021 là 419.031 tỷ đồng, năm 2022 là 493.265 tỷ đồng. Giá thành sản xuất kinh doanh điện tương ứng năm 2021 là 1.859,90 đồng trên 1 kWh, tăng 1,84% so với năm 2020, và năm 2022 là 2.032,26 đồng 1 kWh, tăng 9,27% so với năm 2021. Trong khi đó, giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện năm 2022 là 1.882,73 đồng trên 1 kWh, tăng 1,46% so với năm 2021. Với giá thành và giá bán này, EVN năm 2022 đã lỗ 36.294 tỷ đồng, trừ hơn 10.000 tỷ thu nhập từ các hoạt động khác, tổng lỗ 2022 còn 26.235,78 tỷ đồng. Theo EVN, nếu chưa được điều chỉnh giá điện, tập đoàn này năm nay dự kiến tiếp tục lỗ 71.620 tỷ đồng nữa. Chi phí tăng cao, giá than gấp 3 lần, có thời điểm gấp 4 đến 5 lần. Giá khí đốt và giá dầu tăng gấp đôi, trong khi giá bán giữ nguyên suốt 4 năm. Bài toán của EVN khá là đơn giản cho đến cái đáp số tăng giá nữa. Nhưng cái đáp số tăng giá ấy lại không đơn giản với người dân, với doanh nghiệp, với nền kinh tế. Từ đầu năm, Thủ tướng Chính phủ đã hai lần công khai quan điểm về giá điện, rằng GDP bình quân đầu người của Việt Nam chỉ có hơn 4.000 đô la một năm, không thể sánh với các quốc gia đang phát triển có thu nhập 50.000 đến 60.000 đô la một năm, nên chi phí sản xuất đầu vào phải phù hợp, giá cả phải phù hợp, và rằng giá điện của Việt Nam không thể giống nước phát triển. Giá điện quá cao thì người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế không chịu được. Đúng là có nhiều bất cập,
mà những con số lỗ khủng của EVN chính là minh chứng khi chúng ta giữ giá suốt 4 năm một loại hàng hóa đầu vào của nền kinh tế. Nhưng tăng thế nào, ở mức độ nào, vào thời điểm nào thì cần phải tính toán. Lương cơ sở đến ngày 1 tháng 7 năm 2023 mới được điều chỉnh, thực chất là bù giá cho những lần hoãn tăng lương. Giá dịch vụ y tế, giáo dục, những loại hàng hóa thiết yếu của thiết yếu cũng dục dịch tăng. Vì thế, nói như Thủ tướng, bài toán lợi ích cần tính toán, suy nghĩ thấu đáo, trên tinh thần hài hòa lợi ích, khó khăn và rủi ro chia sẻ giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân, tránh điều hành giật cục để cân bằng giữa lạm phát và tăng trưởng. Chắc không thừa khi nói một sự thật rằng, nếu giá điện đầu vào của sản xuất mà tăng, thì rồi cái gì cũng tăng. Hàng chục lãnh đạo doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh. Thưa quý vị và các bạn, trong số các lãnh đạo doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh có công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Đất Quảng Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Lâm Thép, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ xây dựng Sao Vàng. Đại diện Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn, khu vực 1 thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi thông báo đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với 5 người là đại diện pháp luật của 5 công ty có liên quan nợ đọng thuế. Nợ thuế trên 121 ngày. Cụ thể, Hải quan đề nghị cấm xuất nhập cảnh với ông Dương Thái Vinh, sinh năm 1976, là người đại diện pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Lâm Thép. Ông Huỳnh Thanh Tùng, đại diện pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ xây dựng Sao Vàng. Ông Trương Hiếu, đại diện pháp luật công ty cổ phần đầu tư thương mại Thành Tài và hai nữ là đại diện pháp luật của hai công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ gỗ châu Âu. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Đất Quảng Nam là bà Võ Thị Kim Cương và bà Đồng Thị Kim Nam. Trước đó, người đại diện pháp luật một số công ty khác cũng bị tạm hoãn xuất cảnh như công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thái Bình Dương, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản HMP, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phúc Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Gia Hưng Thịnh, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Đức Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn Villa Home. Tính cả tháng 3 vừa qua, chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 và các chi cục hải quan khác trực thuộc cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã gửi thông báo đề nghị hoãn xuất cảnh với trên 60 người đại diện pháp luật của các doanh nghiệp vì các lý do liên quan nợ thuế. Theo cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh, việc tạm hoãn xuất cảnh là một trong những biện pháp hiệu quả nhằm đẩy mạnh tăng cường thu hồi nợ đọng kéo dài đối với các doanh nghiệp cố tình chây ì, không thanh toán nợ thuế kéo dài, số tiền nợ mỗi doanh nghiệp từ vài chục đến vài trăm tỷ đồng. Thời gian tạm hoãn tính từ lúc công bố đến lúc doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế đầy đủ. Theo lãnh đạo cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh, trước đây công tác thu hồi nợ đọng thường xuyên triển khai nhưng các doanh nghiệp vẫn chây ì. Những năm gần đây, tỷ lệ nợ đọng thuế tăng lên nhiều hơn, vì vậy cơ quan hải quan phải triển khai quyết liệt các biện pháp để thu hồi nợ thuế. Tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, tổng số nợ thuế chuyên thu quá hạn tính đến cuối tháng 2 năm 2023 là trên 2.207 tỷ đồng. Năm 2023, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, phân loại nợ chính xác, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để các chi cục triển khai thu hồi và xử lý nợ thuế.